Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới phía mình thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối." Nathanael đáp: "Sao ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ngồi ở dưới gốc cây vả thì ta đã biết ngươi, ta đã thấy ngươi." Nathanael liền thưa với Chúa Giêsu rằng: "Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua nhà Israel." Chúa Giêsu trả lời: "Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi ngồi dưới gốc cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa." Và người nói với ông rằng: "Thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như đầu lễ chúng ta đã nói là hôm nay ngày 29 tháng 9, Mẹ Hội Thánh cho chúng ta mừng lễ các thiên thần, các tổng lãnh thiên thần. Và đặc biệt trong các tổng lãnh thiên thần thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh đề cập tới 3 tổng lãnh thiên thần chính. Ai trong nhà thờ này, thôi hỏi hai cái chú lúc nãy với bố của chị Dung lúc nãy coi là 3 tổng lãnh thiên thần mà Hội Thánh hôm nay nêu tên là những tổng lãnh thiên thần nào nào? Ba của chị Dung đâu nào? Ông có nghe được không? Nào, có 3 tổng lãnh thiên thần nào, ông đếm giùm con coi nào. Không, con hỏi ông ấy chứ đâu có hỏi nhà thờ đâu. Nào, đếm cho con 3 tổng lãnh thiên thần nào. À, tai là ông bảo là thôi nếu mà con nói là chỉ có nhà con nghe, nói rỉ vào tai mới nghe được con không. Rồi bây giờ chú bên này, mà 3 tổng lãnh thiên thần nào. Không, con hỏi mỗi chú có bổn mạng thôi, con không hỏi nhà thờ. Nào chú. Con cho chú đọc lại nào. Rồi đọc lại cả 3. Một là chú này là chắc chắn là nhớ các thiên thần. Tôi cảm ơn chú bằng tràng vỗ tay. Chắc là các thiên thần bảo ít nhất trên thế gian này vẫn còn nhiều người nhớ ta, mà đặc biệt có một cái ông ở trong nhà thờ này vẫn còn nhớ ta. À, Leo Maria đọc kinh hàng ngày à? Leo Maria chỉ đọc mỗi kinh thánh thiên thần Micae thôi. 3 luôn à? Vậy là ai trong nhà thờ này đều là Leo Maria? Giơ tay con coi nào. Để xem. Ồ, có một đạo binh rất đông nhớ tới các thiên thần. Rồi con cảm ơn mọi người. Trước tiên con lần lượt con trình bày cho chúng bạn chấm hiểu một chút về các thiên thần. Trong cuốn Tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino, sau này đứa nào đi tu nhớ phải đọc cái bộ sách của ông ấy, mà đọc hết cả đời cũng không hết cái bộ sách ông ấy, Tổng luận thần học của ông. Cái bộ Tổng luận thần học mà làm cho Thánh Thomas được gọi là phong là tiến sĩ các thiên thần. Ông có một chương rất gọi là một thiên, chứ không phải một chương, một thiên rất dài viết về các thiên thần. Mà trong đó có một câu đố mà rất vui, mà rất hài. Con đố nhà thờ này có thể ai mà trả lời được, không cần đi đọc cái bộ tổng luận này nữa. Trong tiếng Anh là How many angels spin around a finger? Có bao nhiêu thiên thần bay xung quanh hoặc là đậu xung quanh một cái đầu ngón tay của chúng ta? Ông Thánh Thomas trong cái tổng luận thần học, ông đố một cái câu như vậy. Bây giờ cả nhà thờ này xem là ai này, nhất là những người trẻ này, có bao nhiêu thiên thần có thể đậu trên một cái đầu móng tay của chúng ta? Bố Phú có trả lời được không? Bố Phú của mẹ Duyên, thanh niên trẻ chịu khó đi nhà thờ. Rồi
Rồi chị kia, chị mẹ của cái con bé giúp lấy này, chị Hằng, chị trả lời to coi nào. À, thiên thần khác thánh thần, tí nữa em sẽ giải thích. Thiên thần nhá, không phải thánh thần. À, có bao nhiêu thiên thần đậu được trên một đầu ngón tay của chúng ta? Thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Thomas trả lời như thế này. Thiên thần, bắt đầu phân biệt giữa thiên thần và thánh thần này. Thiên thần là loài thọ tạo được Chúa dựng nên. Vì thiên thần là loài thọ tạo được Thiên Chúa dựng nên là thuần túy tinh thần. Pure spirit, thuần túy tinh thần. Cho nên vì là loài tinh thần, cho nên chẳng cần đậu trên ngón tay của chúng ta, mà có đậu thì ti tỷ thiên thần cũng đậu được. Tại vì là tinh thần chứ không phải vật chất, không phải thể xác như chúng ta. Cho nên là không có đậu trên ngón tay chúng ta thì bao nhiêu cũng được, mà không đậu trên ngón tay chúng ta cũng không sao. Để con trả lời cái câu là vậy thì thiên thần là ai? Chúng ta phải phân biệt nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đấy là chúng ta nhân danh ngôi ba Thiên Chúa là Holy Spirit. Là Thánh Thần, là ngôi ba Thiên Chúa chứ không phải là Thiên Thần. Còn Thiên Thần tiếng Anh gọi là gì? Angels. Cho nên nhớ nha, phân biệt chứ. Còn Holy Spirit là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Còn Thiên Thần là loài thọ tạo được Thiên Chúa dựng nên. Giống chúng ta mới giống hình ảnh Ngài thôi. Còn thiên thần là loài thọ tạo thuần túy thiêng liêng được Chúa dựng nên và khôn ngoan sáng láng vô cùng nha. À, vậy bây giờ quý bà anh cha bảo cha ơi, cha nói là thiên thần là loài thọ tạo được Chúa dựng nên mà là thuần túy tinh thần như vậy, liệu có thiên thần không? Cha cứ giải thích lung tung mà cha con không biết là nó có thiên thần không. Vậy có thiên thần không quý bà và anh chị em? Ai nói có nói to con nào? Trong Kinh Thánh vừa giờ chúng ta nghe Chúa Giêsu nói thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người, mà Chúa Giêsu nói chả nhẽ không có. Chúa Giêsu nói thì phải có. Đấy là lý do thứ nhất. Rồi lý do về cái lý trí tự nhiên, về suy tư khoa học, chúng ta thấy có thiên thần nè. Con người chúng ta vừa có hồn và có, mà hồn là thuộc gì? Thiêng liêng. Còn xác là vật chất chúng ta nhìn thấy tạo nên một con người. Cho nên con người ở giữa. Vậy thì các loài vật nó chỉ có cái gì không? Nó chỉ có vật chất không? Nó không có tinh thần. Cục đá nó có biết nói không? Nó biết nghe không? Con chim, con voi, con cọp, nó có linh hồn không? Tại vì nó đâu có hiểu đâu, nó đâu có lý trí đâu mà nó có linh hồn. À, vậy thì con người ở chúng ta là vừa một đàng vật chất, một đàng tinh thần, chúng ta ở giữa. Và cầu nối giữa cái loài không biết gì là sỏi đá với các cái con vật, nó có một cái trung gian. À, vậy thì giữa chúng ta và Thiên Chúa cũng vậy, phải có một cái sự trung gian, đó là các thiên thần. À, vậy thì thiên thần là có thật và thiên thần là hoàn toàn gọi là thiêng liêng thuần túy, không có vật chất như chúng ta. Vậy thì đâu là vai trò của các thiên thần? Để kể cho quý bà, nói đến vai trò của các thiên thần thì con kể câu chuyện cho quý bà anh dễ hiểu. À, bây giờ ví dụ có anh Phú đi, anh trẻ trẻ đây, con hay lấy các ông ra con là kể, nhưng mà chị Duyên này chị còn trẻ thì chưa có sao. À, có một ông kia, một ngày ban sáng ông dậy, ông cũng ở vùng New England chúng ta này này, có tuyết. Cho nên ông ra, ông đậu xe vào gara, xong ban sáng mà muốn re xe ra thì ông phải cào tuyết ở cái đường driveway nhà ông để ông re xe ra. Thế ông cào tuyết xong tinh tương rồi, mệt quá. Ông vào, ông ngồi lên xe, ông định re xe thì ông nghe rõ cái tiếng nói bên tai, từ từ nổ xe cho nó ấm một tí nữa rồi re xe. Thế ông nổ xe nó ấm một tí thì ông mới nhìn ra cửa, tự dưng là cái cột chơi volleyball của mấy đứa con ông nó đổ sầm một cái. Ông bảo nếu mà ông mà re xe ra ngay thì có phải là cái cột ấy nó đổ vào cái xe thì xe làm sao? Hư. Thế là ông đi lên đường, ông lên cái exit một cái, ông vào Rotary, ông đi vòng vòng tròn này.
thì nghe một tiếng nói, nhà ngươi chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Ông bảo chứ lên Rotorade thì đi lên cái highway thì phải chạy chậm chậm, nhưng nó cứ nói cái gì vậy, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Thế là ông chạy nhanh, thì may quá ông vừa chạy nhanh, ông nhìn đằng sau có một cái xe truck, xe tải lớn, nó hít vào cái xe đằng sau ông ấy. Nếu mà ông chạy chậm thì cái xe đằng sau nó hít vào ông rồi. Thế ông đi được một đoạn nữa thì gần đến đèn đỏ rồi, mới đèn vàng, ông đang định rồ ga ông chạy thì nghe tiếng dừng lại ngay, dừng lại ngay. Mà ông nhìn hai bên đường kia đâu có gì đâu. Thế ông thắng gấp, ông dừng lại. Thế là tự dưng có cái xe nó vù qua trước mặt. Ông bảo nếu mà ông chạy qua là ông ấy bị xe kia tông chết rồi. Thế ông đi vào đến chỗ sở làm, ông ngồi ở trong xe. Trước khi ông vào sở làm, ông hoàn hồn vì ngày hôm nay là nghe 3 lần cái tiếng nói cứu ông thoát khỏi tai nạn rồi. Xe không bị hư, 2 lần thoát khỏi tai nạn rồi. Cho nên ông về hỏi, này lạy Chúa, xin cho con biết cái tiếng nói với tai con ngày hôm nay cứu con 3 lần là ai vậy? Thế là Chúa bảo, thiên thần bản mệnh của con đấy con ạ. Thiên thần bản mệnh của con hằng gìn giữ con ban ngày, che chở con ban đêm, từ lúc con sinh ra đến giờ mà không bao giờ con cầu nguyện với thiên thần bản mệnh của con. Nhưng mà thiên thần bản mệnh của con luôn luôn nâng đỡ, chở che, giúp con thoát biết bao nhiêu tai qua nạn khỏi. Thế ông bảo, lạy Chúa tôi, vậy thì từ giờ đi con sẽ nhớ tới các thiên thần bản mệnh của con cầu nguyện với các thiên thần bản mệnh của con. Nhưng cho con hỏi một câu được không? Chú bảo, ngươi cứ hỏi thiên thần của ngươi, đừng có hỏi ta. Thế là ông hỏi, vậy thì tôi hỏi thật ông thiên thần bản mệnh của tôi này, lúc tôi mà cưới vợ tôi á, thì ông ở đâu? Ông bảo chứ thì ta nhắc ngươi rồi, đừng có lấy nó, mà sao ngươi cứ thấy lúc đấy nó còn trẻ, nó còn xinh đẹp, ngươi cứ táp vô thì lúc đấy ta cản đâu có được đâu. Bây giờ nó già nó như vậy thì ngươi phải chịu thôi chứ sao giờ. Ông bảo nếu mà lúc đấy thiên thần cản là con khỏi lấy rồi. Thưa quý bạn, trong cái câu chuyện cái đằng sau là con thêm vô thôi nhá. Nhưng mà cái đằng trước chúng ta thấy thiên thần luôn luôn canh phòng gìn giữ chở che chúng ta. Và thiên thần khác chúng ta ở một cái chỗ. Thiên thần là một cái chức năng, chứ không phải là, mà cái chức năng của thiên thần là luôn luôn che chở, bảo vệ, là người mà được Thiên Chúa sai đến nâng đỡ chúng ta. Loài người chúng ta, cái từ tiếng Anh gọi là species, có nghĩa là loài người. Ví dụ như loài người chúng ta có nam, có nữ, có người nọ, người kia. Chúng ta là loài người, nhưng mà mỗi cá thể của chúng ta là khác nhau. Nhưng mà thiên thần vừa là một loài, vừa là một cá thể cùng một lúc. Cho nên không có hai thiên thần và không có hai loài thiên thần giống nhau nha. Mỗi loài thiên thần là hoàn toàn khác nhau. Và trong loài thiên thần đấy không có các cá thể, chỉ có loài thiên thần thôi. Vậy hôm nay chúng ta mừng lễ kính thiên thần Gabriel, Michael và Raphael. Con giải thích về ba thiên thần một chút để những ai có bổn mạng để chúng ta hiểu các tổng lãnh thiên thần của chúng ta. Trong tiếng Hy Lạp, chữ Y và chữ L, tiếng Anh, tiếng Việt là chữ E và chữ L đó, là L là Thiên Chúa, L là Thiên Chúa. Vậy Michael có nghĩa là ai mạnh bằng Thiên Chúa. Thiên Chúa là mạnh nhất. Cho nên thiên thần Michael là chúng ta thấy Ngài luôn luôn cầm cái thanh đồng hoặc lưỡi kiếm đạp đầu con gì? Con gì? Con gì? Sợ nó không dám nói to à? Ở nhà thờ mà sợ à? Thiên thần Michael cầm cái lưỡi đồng, lưỡi kiếm đâm đầu con gì? Đúng rồi, quỷ hay Satan. Rồi thiên thần nào truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria? Thiên thần Gabriel, sứ thần của Thiên Chúa, người mang những điều tốt lành của Thiên Chúa đến cho người khác. Tin tốt lành, người là sứ giả tốt lành của Thiên Chúa. Cho nên mỗi khi chúng ta đọc đến đoạn truyền tin thì chúng ta nhớ thiên thần Gabriel là thiên thần truyền tin sức sống, điều tốt lành của Thiên Chúa. Rồi còn một thiên thần nữa là Raphael. Mọi người có nhớ trong Kinh Thánh Cựu Ước, và lúc nãy bài đọc một chị đọc, chúng ta thấy thiên thần gì? Ông Tobia được thiên thần dẫn đi là ông thiên thần gì? Raphael. Mà khi dẫn ông này đi lấy được một cô vợ xinh xắn rồi về, còn lấy được cái gì chữa cho ông bố khỏi bệnh? Ông Tobit là bố của ông Tobia.
khỏi bệnh cho ông bố nữa, gọi là thầy thuốc của Thiên Chúa. Cho nên hôm nay lễ kính các thiên thần con giải thích một chút vậy để quý bà anh chị em hiểu ý nghĩa của các tổng lãnh thiên thần. Và xin các tổng lãnh thiên thần, con đọc cho quý bà anh chị em nghe cái lời kinh mà con viết. Đương nhiên con thêm một chút rồi con viết lại từ tiếng Anh để cho quý bà anh chị em. Mỗi khi chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta cầu nguyện với các thiên thần, xin các thiên thần bản mệnh của chúng ta gìn giữ chúng ta. Con đọc cho quý bà anh chị em, nếu ai cần thì con sẽ cho nhé. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban Thánh Thần Chúa ở lại với con, hầu tăng thêm sức mạnh cho con. Xin Ngài sai Thiên Thần của Thiên Chúa đi bước trước để dẫn lối cho con, đi đằng sau để khuyến khích đỡ nâng, đi hai bên tả hữu để bảo vệ giữ gìn, ở bên trên để thống suốt chở che, ngự bên trong để sở hữu và hướng dẫn con, hầu đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn con, thương chữa lành, tiêu trừ những căn bệnh nơi thân xác cho con, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, vân 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 vân. Cho nên mỗi khi chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta xin Thiên Thần của Thiên Chúa đi bước trước, đi đằng sau, đi hai bên, ở trên, ở trong, để nâng đỡ chúng ta thoát qua được tất cả những cái hiểm nguy. Vậy xin Thiên Chúa, hôm nay chúng ta đang sống trong cái thời đại mà con người người ta quá chú trọng đến của cải vật chất, người ta quên các sức mạnh thần linh của Thiên Chúa ngang qua các thiên thần. Vậy xin cho chúng ta hôm nay lễ tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel, xin Thiên Chúa cho chúng ta siêng năng cầu nguyện với các ngài, để các ngài như là thầy thuốc của Thiên Chúa, sứ giả của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta.